ít hơn, do đó là ít được hấp thu hơn. Và khi giảm hấp thu những cái ion đó thì nó sẽ dẫn đến chuyện gì? Thứ nhất là giảm hấp thu canxi, dẫn đến tăng nguy cơ gãy xương lên. Đây mình đang nói đối với bệnh nhân xài BPA lâu dài khoảng năm trở lên nha, chứ giờ mà dùng vài tuần nói cái này thì hơi ghê, đúng không nào? Rồi tiếp theo là mà mất mangan thì ảnh hưởng đến nhịp tim cơ, đúng không nào? Rồi mất sắt thì ảnh hưởng đến thiếu máu, được chưa? Thiếu máu thiếu sắt. Rồi hiểu những cái phản ứng có hại của BVI và giải thích chưa? Hiểu không nào? Đó, mình nói chậm chậm lại cho các chị dễ hiểu. Và tí nữa cái đơn thứ hai thì cũng liên quan tới BVI luôn, nên cô không có nói lại nữa, cô sử dụng thông tin ở cái bài này, được không? Đó, khi thì các chị nói từng ấy ý ok rồi. Rồi có ai muốn bổ sung thêm thông tin gì nữa không? Rồi, cái này nó có thể giảm B12 nữa nha các chị. Giảm B12 nữa, tại sao vậy? Tại vì B12 á, thông thường nó sẽ giảm phức hợp với lại cái protein, hiểu không? Bây giờ muốn cắt cái protein đó để hấp thu cái B12 thì cần có enzyme là pepsin. Mà nãy giờ pepsin mình đã ít hoạt hóa hơn rồi đó, nên đó là cũng sẽ giảm một phần nào đó B12 nha. Trong AS nó hơi cao, là gần trên là năm có nguy cơ đóng đầu xương ở cái đầu sống cổ tay. Vậy hả? Trên 1 năm thì đều cao. Thường xương đều cao, thì cũng có phản ứng đó. Nhưng mà cái đó mình ít được nói đến hơn. Cho nên các chị có thể nói thêm cái đó cũng được, hoặc không nói thêm cũng không sao. Mình nói những cái điển hình nãy giờ cô trên bài không? Rồi cô nói cái tiếp theo đó là ai nói cho cô về liều dùng và cách dùng? Tại có một số người, các bạn đọc báo cáo cô gặp cái chỗ này. Tại vì các bạn không nói rõ là cái liều dùng đối với trào ngược nó khác, cái liều dùng đối với điều trị HP nó khác. Mình phải ghi rõ cái chỗ này. Rồi bạn nào có thể trả lời được nè. Ủa không có ai nữa hả? Ai trả lời nào? Nãy mình làm việc nhóm xong rồi giờ mình nhắc lại không à? Dạ. Cái biết đâu rồi. Tại chị cầm cái chị. Nó bật sẵn rồi đó. Liều khuyến cáo của mình là uống vào lúc đói cho khi ăn khoảng 1 giờ. Cái liều của mình là 20mg cho 1. Điều trị bệnh trào ngược dạ dày thực quản là 20mg cho 1 lần trên 1 ngày. Rồi. Dạ, dùng trong 4 tuần. Nếu mà được á, thì hoặc là không giảm á, thì duy trì là 4 đến 8 tuần. Rồi, cái đó là trào ngược. Dạ, còn trường hợp là viêm thực quản á, và điều trị lâu ngày, điều trị khó á, là 40, có thể lên tâm thì là 40mg cho 1 ngày. Nhưng mà bệnh nhân không có viêm thực quản. Dạ, bỏ qua cái đó. Còn trường hợp là điều trị loét dạ dày á, B á, là dùng 20mg 2 lần trên 1 ngày, 8 hoặc 6. Bây giờ chị cần xét luôn đây, liều trong đơn như thế nào? Dạ, điều gì điều này là liều phù hợp rồi. Trong đơn là liều bao nhiêu? Dạ 20mg cho 1 lần và ngày 2 lần. Rồi đúng rồi ha, cảm ơn chị. Cô xin nói lại về cái chẩn đoán nha. Tại vì chẩn đoán ở đây là nghi ngờ người bị nhiễm thực quản HP dương tính. Có đúng không ạ? Như vậy thì thông thường á nha, nếu như một bệnh nhân mà có dương tính với HP nhưng mà không có biểu hiện lâm sàng, không có một cái triệu chứng gì mà liên quan đến loét thì người ta sẽ không điều trị, có đúng không nè? Nhưng mà ở trong cái đơn này á là mình thấy là HP này dương tính, HP dương tính nhưng mà không có nói gì đến cái triệu chứng hết, thì có thể bệnh nhân có triệu chứng đó nhưng mà nó sẽ không thể hiện ở trong cái chẩn đoán này, đúng không? Do đó mình đang làm theo hướng là gì, bệnh nhân có loét dạ dày, có đau dạ dày và HP dương tính. Hiểu ý mình đang không tới đâu, chứ không có mình đang nghĩ cuộc sống tự nhiên HP dương tính mà chưa biết có triệu chứng hay không mà là điều trị á. À, mình thi điều trị cái hướng đó vì mình không đủ thông tin nên mình tự điều trị cái hướng đó. Còn người khác bảo thôi em thấy không có gì hết, em thấy không cần điều trị rồi thì thầy nói xin không phù hợp cũng được luôn, bởi vì mình không thích theo một cái hướng khác, có bảo không nào?
Cái đó là khi mà phân tích thì các chị có thể đưa ra rất nhiều hướng cũng được, không sao hết. Nhưng mà miễn là các chị đưa ra những cái lời lý giải phù hợp để chúng ta làm đầu mô và nhận chọn nha. Rồi sai như vậy là mình đang phân tích theo hướng là bệnh nhân có cái biểu hiện những cái bất thường trên dạ dày đồng thời HB dương tính, được chưa? Như vậy thì liều thứ nhất là trào ngược là 20mg ngày một lần, rồi còn liều trong điều trị HB là 20mg hai lần một ngày. Như vậy mình ráp với trong đơn thì mình thấy là phù hợp trong cái HB, được chưa? Như vậy liều là mình thấy phù hợp rồi. Như vậy thì mình sẽ lưu ý cho cô một điểm như sau. Thông thường nếu như mà trong điều trị HB thì người ta sẽ xài ít nhất là hai lần một ngày. Còn điều trị lét đơn thuần mà không có HB dương tính hoặc là dự phòng lét gây sét thì thông thường người ta xài PPI ngày một lần mà thôi, được không? Vậy thì mình sẽ giải thích cho cô tại sao người ta dùng ngày có một lần thôi, trong khi T 1/2 của PPI thì thường rất ngắn, 0.5 cho đến 2 giờ. Cô đúng không? Rồi, có ai có thể trả lời được? Cô là vì PPI á, khi mà nó gắn vào cái tế bào thận nó ức chế tiết axit thì nó gắn và nó không có vận nghịch, cho nên là đến khi nào cái bơm bị hủy tạo ra bơm mới thì mới tạo ra axit mới. Đúng rồi ha. Hiểu biết cái ý này là được giải thích rồi đúng không? Bởi vì là cái thuốc ức chế bơm rò tâm này là nó gắn lên trên cái tế cái bơm rò tâm và nó gắn trong suốt đời sống của cái bơm này luôn, không nhả ra luôn, gọi là gắn không thuận nghịch. Gắn đến khi nào cái bơm mới được tái tạo thì lúc đó cái việc tiết axit nó mới được khôi phục, đúng không nè? Như vậy nói đơn giản là gì, thuốc này gắn trên cái bơm này dài, kéo dài từ 18 đến 24 giờ luôn, làm cho cái bơm này không hoạt động trong vòng 18 đến 24 giờ luôn. Vậy thì đâu có cần phải uống thêm liều tiếp theo đâu, vì nó đã bị ức chế hết rồi, uống cho chi nữa, phải không?